Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện á quân Forex thế giới hay role trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex tham gia vào trong thị trường mà chỉ là bán lệnh hay phân tích về xu hướng cho chiến lược trên thị trường hay đưa lens giao dịch hoặc sử dụng TradingView để vẽ vời bịp bợm nhà đầu tư mà không chịu giao dịch thực tế mà chỉ đặt lệnh rồi sử dụng hình chụp trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm mà thôi. Trên thị trường giao dịch Forex, giao dịch được thì phải chứng minh được, đó là nguyên tắc ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Đây là những giá trị mà bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này đều cần phải trực tiếp đánh giá, trực tiếp yêu cầu người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Họ minh chứng vào trong thực tế, họ chứng minh, dẫn chứng cụ thể cho chúng ta bằng giao dịch live cũng như toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân chúng trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong cái thị trường về đầu tư Forex này cần phải thực tế để kiểm chứng và đánh giá, nhìn nhận rõ về các giá trị này trên thị trường. Thầy dạy Forex không có chuyện là chỉ là nhà lên bán lệnh hay là nhà phân tích xu hướng hoặc đọc lệnh cho nhà đầu tư rồi đặt lệnh chờ rồi chụp ba cái hình chụp ở trên điện thoại mà không chịu xác minh rõ về những giá trị thực tiễn. Đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Giữa kiến thức thực tế và phương pháp thực tiễn trên thị trường để tạo được ra giá trị lợi nhuận thì chúng ta cần phải nhìn nhận, chúng ta cần phải đánh giá, chúng ta cần phải thấy rõ được người đó vận dụng, áp dụng vào trong thị trường để dẫn chứng cho chúng ta. Không có chuyện mà gì nhà chúng ta chỉ nghe nói hoặc là vẽ vời về quá khứ. Vậy thì chúng ta từ nạn, đó là con đường tất yếu của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Tôi minh chứng, dẫn chứng cụ thể trên thị trường và cho nhà đầu tư thấy rõ về những kinh nghiệm vận dụng, áp dụng vào trong thị trường, trực tiếp nhìn nhận và đánh giá rõ về hiệu quả của từng phương pháp như đánh scalp, đánh swing, đánh lướt, đánh nhồi lệnh và nuôi lệnh trên thị trường và đánh hệt trên thị trường là như thế nào để nhà đầu tư hiểu rõ. Đây là cả một quá trình dài của bất kỳ ai hay một nhà đầu tư nào khi tham gia vào thực tiễn trên thị trường cần phải yêu cầu người đứng ra chia sẻ, họ vận dụng, họ áp dụng vào trong thực tế, họ minh chứng, dẫn chứng cụ thể cho chúng ta trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới đánh giá được rằng người đó có năng lực thật sự hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Bọn dùng mồm, dùng mõm chỉ có biết phân tích về xu hướng, đọc lệnh cho chiến lược trên thị trường mà không chịu giao dịch thực tế. Vậy thì tử nạn là con đường tất yếu của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Giao dịch thực chiến là gì? Là trực tiếp giao dịch, trực tiếp chứng minh toàn bộ cả quá trình vận dụng, áp dụng vào trong thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có giao dịch được hay không. Không có chuyện giao dịch thực chiến là lên vẽ vời, lên bịp bợm nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên nhớ rằng giữa kinh nghiệm mất tiền và kinh nghiệm giao dịch được để tạo ra lợi nhuận là hoàn toàn hai trạng thái khác nhau. Và tôi chứng minh luôn luôn có học viên trực tiếp theo dõi và đánh giá, nhìn nhận về các giá trị trên thị trường. Và tôi chia sẻ để cảnh báo đến nhà đầu tư, cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi giá trị ở trên thị trường để nhà đầu tư cùng nhìn nhận, cùng đánh giá và chia sẻ cho nhà đầu tư thấy rõ về những góc khuất và những vấn nạn trên thị trường về đầu tư Forex này. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream thực tiễn này để tự đưa ra cho các bạn những giá trị nhìn nhận, những giá trị đánh giá khác nhau khi tham gia trải nghiệm và trong thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi. À, thấy không? Theo win được nó phải như này chứ. Đó, mấy ngày anh thấy vào đây điểm vào lệnh chuẩn chưa? Đó, toàn bộ vào hết lệnh trong 3 ngày tổng cộng ăn gần 20k chưa? Nếu mà cả lệnh này nữa là ăn hơn 20.000 không? 3 ngày anh vào đây đúng không? Đó, ăn hơn 20.000 đô rồi đấy. Đó. Đó. Ok chưa? Yeah. Sáng nay có đánh nhá. Ok. Rồi, qua bên này xem.
Được, cái này đau hết cả não. Nó nuôi lệnh nó khó không? Nó đâu có phải là dễ đâu. Còn đâu à, nuôi mà nuôi lỗ gồng lỗ thì mẹ bố thằng nào nó dám chứng minh có đúng chưa? Đó, thấy không? Vừa nãy cái này ăn cả 8.000. Thôi, còn để đây. Vẫn đang like. Like chứ, em đang bật like, em đã tắt đâu. Nhưng mà tắt tiếng rồi. Không, vẫn đang bật. Phát trực tiếp này. Chờ xíu nha, chờ xíu. Cái lệnh này là em đánh về tận đây, không có nói gì hết nha, em chỉ in đầu rồi. Đó, thấy không? Cái này, đây không phải là điểm đâu, đây mới là điểm. Nó phải xuống lên tận đây cơ, hôm nay phải tầm dưới này cơ. Này, tầm này. Thầy có thể sang những cái bên khác để xem là này được rồi. Cẩn thận đấy, đang lái. Đó, anh thấy đúng mà kiến thức thì phải đánh vào trong thực tế không? Chứ bây giờ không đánh được mà cứ kêu má là chơi được cái này thế nọ, vậy là bị bong. Đó, thấy không? Lên được còn có 1.000. Đó. Khi mà giao dịch vào thực tế nó hơi bị khác, và thì nhà cái quan trọng nhất là cái tâm lý. Tâm lý là sao? Giao dịch được thì tâm lý nó mới ổn định, giao dịch không được thì lấy gì ra tâm lý nó ổn định. Chào bạn Hồ Thanh Trung nhé. Theo thấy tâm lý của em vững không? Đấy, sâu full lịch sử cho nó, không bọn nó lại kêu là mình dùng tài khoản demo thì bỏ mẹ đó. Đúng like không ạ? Đúng là đó. Rút bao nhiêu tiền rồi? rút 21k, 21.000 đô. Đó. Ok chưa? Trong ngày hôm nay rồi. 10.000. Cảm ơn bạn Hồ Thanh Trung nha. Đánh tâm lý nó phải vững. Thế bây giờ có đúng em đánh đúng những cái kiến thức mà em dạy anh em không? Thế mà em mới bảo anh em phải về nhà luyện. Sáng nay em biểu diễn thấy mãn ngô nổi da gà chưa? Giá chưa đi thì thầy đã dự đoán là nó đi như thế rồi. Thì đấy, cái vấn đề ở chỗ là mình phải hình dung được và mình phải tập luyện rất là nhiều. Thì khi mà gì nhỉ, trước khi đánh thì mình còn quyết định được này nọ, nhưng đánh xong rồi thì sao, là thị trường quyết định chứ không phải là con mình. Có chơi thì phải thì nhà hiểu biết, chứ không chuyện là nhà vào lệnh đấy đặt xong rồi kêu là một SL hay là TP đấy là đỏ đen, không có giao dịch kiểu đấy. Giao dịch là phải chắc, mình đánh vào đây mình đã biết mình sẽ phải xử lý lệnh bao nhiêu rồi. Đó, từ 8.000 rồi còn có mấy trăm đô đúng chưa? Thì bên mới bảo là bây giờ livestream nó nếu mà đánh scat làm sao mà like được, còn lên mà like mà phân tích vớ vẩn thì anh lên like được, ai mà chẳng like được. Cái quan trọng là like là để cho y thực tế.
Kệ nó, mình đánh là mình phải bình tĩnh. Có chơi thì phải có chịu, đưa ra thì phải hiểu rõ mình cần như nào. Nó còn đâu mà mình thấy giá lên mình nói lên, giá xuống mình nói xuống thì có nghĩa là mình đánh mình vẫn bị thị trường nó chi phối. Còn anh thấy em đánh không? Cảm ơn bạn Tiến Mino nhé. Anh thấy không? Đấy lại lời trở lại. Thật là em không có quan trọng đấy, em quan trọng là mục đích. Giống như sáng nay em đánh scalp 90 lot, hai tài khoản đánh em cắt nhanh không? Để đây like thực tế cho mọi người xem. Trời, 8.000 em đánh vèo vèo cái ra. Kệ nó nha, cứ để lại. Thấy không? Ví dụ đánh lên đây mà mình cảm thấy ok không được thì mình xử lý. Nhưng mà gì nhỉ? Em đánh lên đây cho anh em xem. Nó mặc áo dài. Rách. Nó không mặc quần. Đâu nhỉ? Em chưa nhìn. Ừ. Quần đấy, quần xó, quần xó này, ơi, không mặc cái quần dài. Thực ra bây giờ văn hóa rồi, có những cái nên bỏ, mà chứ đâu thể nào giữ được mãi. Có những cái nó không phù hợp. Nói chung là cái văn hóa nước mình là nó cũng. Dạ, cảm ơn bạn Tiến Mino nha. Em thật nhà anh thấy đâu cái vụ kia đấy. Nó chỉ là gì nhỉ? Được background thôi. Còn không biết giữ liêm sỉ thì bây giờ lại còn đòi đi cái kia nữa thì chết. Nếu anh thấy đánh tâm lý mà em vững, cho dù bây giờ anh em đánh cả lệnh nhỏ hay lệnh lớn vào là anh em vẫn là nhà bị hồi hộp. Đúng rồi. Ăn thì vui không? Ăn vui. Nó quay phát lại bắt đầu là run hết tay chân. Anh ngồi với em anh có thấy em bị cái gì không? Rồi âm 1.500 đấy.
Trời, thang máy rơi từ tầng 19 này. Thang máy rơi từ tầng 19, à, bé gái 9 tuổi. Khôn ngoan tự cứu mình. Người lớn phải này. Kinh nhỉ. Nó phải ấn tất cả các, khi mà đi thang máy rơi là phải ấn tất cả các phím. À, để nó mở ra các cái cửa nó các à, cái bốn cái chốt xung quanh nó tự bật ra. Thần tượng của các anh này. Ai đấy? Học sinh nhỉ? À, học sinh thôi. Nhìn ngồi cái chắc ngồi nhập bế giảng nghe họp mà, hoặc là đầu tuần này. Học sinh mà nảy nở. Rồi bây giờ mà thông tin chúng nó biết về đến tận đâu rồi. Trời, thằng này bốc được quả biển ngon nhỉ. Ui giời. Vừa không nói cái này. Thế thì nó bán cái này là bao tiền ạ? 700 triệu. 700 triệu. Không gặp em bán mẹ đi mà lấy con khác. À thì dĩ nhiên lấy 700 triệu tiêu chả sướng. Nhưng 700 triệu đây chưa bán, từ chối. À, thì nó muốn tăng giá lên gì đó. Vừa hôm qua hôm kia em bảo thầy đấy. Ở Hà Nội này. Con xe 50 đấy. Lúc 50 này. Mẹ chặt cho đến lúc họ đeo mua thôi. Em thật mua này xong lúc tự mang ra mà bán chó nó mua. Đúng rồi. Chứ muốn kiếm lời không phải đâu, cũng nghệ thuật đấy. Có phải không? Thấy em bình tĩnh không? Người ta bảo tham thì thâm. Thâm đen luôn. Thâm đen luôn.
thầy xử lý bình tĩnh đấy, bắt đầu nó lại kệ bà nó ngồi mà chờ đánh rồi chưa đến mục tiêu mình thì mình thôi vào làm bắn game. Vào cái xoắn cái lên đòi ăn xong rồi đòi uống đòi nhậu đòi nhẹt. Nhờ đại ca cho em uống nước vào đây, nước uống. Nó thấy không? Em thấy em đánh thoải mái không? Đó, tại sao em hay chơi game, nghe nhạc, coi phim? Tại sao dàn máy của em còn được xem cả người khác? Bây giờ kiếm tiền, bây giờ mình muốn kiếm lớn thì mình phải chịu áp lực lớn. Rồi, đúng quay rồi. Lại chưa? Đấy, quay lại rồi. Hay là bây giờ đánh 0.1, 0.2 thì gọi đó là gì nhờ? Gọi đó là chơi, làm gì có chuyện đấy. Dạ. Đó, ngồi quan sát em thấy em bình tĩnh không? Thường anh em đến đây toàn nhồi loạn lên đúng không? Đúng rồi. Nhồi loạn lên nghĩ cầu hòa đúng không? Cầu hòa. Tại sao đang ăn lớn người lại cần phải cầu hòa? Cảm thấy không được, không phù hợp, cắt phụt. Cắt phụt thì vừa nãy ăn nhưng mà bây giờ lại em lại, không tiếc một tí. Có thế sao đâu, lỗ thôi. Là... ăn thì phải có là, lúc ăn phải có lúc thua ăn phải có lúc ăn. Mình dám cắt lỗ mình mới dám nuôi lời, thế em có dám nuôi lời không? Nuôi lời khó không? Xuống hay lên? Lên tí. Cảm thấy không được vài ba bit nữa em cắt thế thôi. Để lên một tí. Lên. Đừng có nghĩ rằng nhìn vào quá khứ rồi vẽ vào mấy cái cảm xong rồi kêu mày ngon, mấy thằng vẽ cảm ra đánh thử em coi, lâu lâu rùa được phát thì ăn. Thế tại làm sao chúng nó không dám show lịch sử, không dám các thứ? Bởi vì chúng nó có đánh được đâu, chúng nó cứ vẽ ở đây, chúng nó nghĩ rằng chúng nó đánh được. Một lát nữa cần tắt lại chuyện để em xử lý lại. Rồi, hết chơi xong bắn này. Xuống lại luôn rồi đúng không?
kể nữa, không có phải lo. Bịt mẹ nó sao à, theo bình tĩnh không? Còn có nhiều anh em đoạn này đánh xong rồi bắt đầu là thở oxy này. Xuống chưa? Nó đánh người ta phải bình tĩnh. Chờ theo dõi nhé.
xem kênh mới. Okay. Anh thấy ngồi đợi lâu không? Đợi lâu. Nhưng mà rất bình tĩnh. Không nóng vội thế nào. Ghế ngồi gì đại ca. Có thể em bình tĩnh không? Mình chay mình không cầu may mình xác định rồi không có thể lên trên này là em phải xử lý em không gỡ rồi em không tháo lần này ra nhưng mà gì em có cách đánh tất cả cái đấy phải luyện.
Thấy nhiều lúc anh em ở nhà đánh hướng lệch nhồi 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 chết đúng không? Thế là do gì? Do mình lúc ấy mình hoảng, làm ăn các thứ cứ phải bình tĩnh mà làm, không bình tĩnh thì sao mà mẹ kiếm được cả tiền. Bây giờ bọn nó bảo nó ăn thì 50% nó lỗ, lỗ 1% lời chưa? Đó, bảo nó chứng minh đi thì đéo thằng nào chịu chứng minh. Nó chỉ muốn đi lừa lừa người thôi. Ăn lại chưa? Ăn rồi. Vừa ăn xong nó dần. Kệ ăn nó cứ đánh từ từ. Thank you.
đi chích hút rồi. Áp lực quá. Đấy, áp lực quá. Thấy không, em sống lành mạnh bên cạnh vợ con, xung quanh lúc nào cũng học trò. Thế mà má bọn nó gáy em đéo biết đanh. Thấy thế không? Xuống. Xuống là xuống. Nó thấy không? Bảo xuống là xuống. Rồi đấy, ăn lại chưa? Đó. Anh hạ cái đèn mà xuống kéo khúc này nó chói quá. Rồi, đấy, ngồi thoải mái, đỡ chói. Nãy thì bà thể nào vào bảo đánh như đánh ngu, xong rồi lúc người ta ăn thì bảo má đánh hên. May gì mẹ, người ta đánh người ta ăn 8.000, người ta còn đeo thêm cắt. Ăn chưa? Ăn rồi thầy. May may may. À, thế em ngồi giải trí chơi game chỗ này thoải mái không? Lại ăn lại 1.000 đấy. Chẳng nhẽ lại tắt, lấy 8.000 còn đéo ăn nữa, bây giờ đi ăn 1.000. Tắt đi không phải là... Thánh soi vào. Thánh soi vào copy gì đấy. Mình chơi sàn nào là chuyện của mình bạn ạ. Mình đâu có làm IP cho sàn đâu. À, chào anh Đạt Nguyễn nha. Mình không IP, không copy chơi, không ủy thác nha. Nhưng mình chỉ chia sẻ và cảnh báo cho nhà đầu tư thôi. Ok chưa? Đó. Thực tế giao dịch trực tiếp cho cộng đồng và anh em xem. Show full lịch sử giao dịch. Ok. Học trò mình ở nhà mình là 24/24. Má đánh demo nó vả cho vỡ mặt. Đó, ăn chưa? Ngàn mấy chưa? Ngàn rưỡi. Tối là có tiền để mua rau thịt ăn, mua đậu hũ. Đấy là lại 2.000 sáng nhá. Làm mấy nháy kia rồi. Ok chưa? Đấy, mẹ đánh nét như này.
Nãy là âm hơi hơi nhiều, là khả năng là anh em mạnh, là anh em là bay bay ngược lên để bay thì để mà ấy đấy. Rồi bây giờ ăn bao nhiêu tiền rồi? Bây giờ có hơn 3.000 thôi. Ít mà. Giờ mình đánh quen rồi mà, tại xưa mình show để cho anh em xem ở không nên đánh tài khoản lớn mà với cả khối lượng nhỏ, tại vì bọn sàn nó hay kêu anh em nạp nhiều, thêm bây giờ rảnh thì mình show một số các cái tài khoản mình đang đánh thôi nha. Thế mình đánh quen này rồi mình đó. Bốn ngàn này. Ăn quá nét chưa, nét căng luôn chưa. Năm ngàn rồi. Kệ bà nó, đừng có. Không có. Nó mở cửa ngoài, anh mở cửa ra bên ngoài có không? Không có. Kệ nó. Rồi ăn mấy ngàn rồi? Đã 5 ngàn rưỡi. Có phải học viên không? Không không mở được được tay cầm anh. Hỏi Tâm ơi. Ra ấn cửa kìa, có ai kìa? Có phải học viên không? Anh mở ra. Của học viên nào mà lên giờ này? Mà không gọi điện cho thầy. Ủa, chiều em có hẹn ai lên đâu. Đó, mấy ngàn đồng. 5 ngàn, 3 ngàn. Đó, chúng nó thấy lỗ, bắt đầu chúng nó mới vào, chúng nó vui dập em. Thôi chào anh em nhé. Ok.